Cây này cây linh sam nha bạn. Cây này cây song hình lá trung, phơm lá đó. Cây này to lắm, cây này chỗ này được 70 quanh. Sao trên 70 quanh. Ngay chỗ cái eo ngay chỗ này được 48 quanh. Chỗ này được 45. Đó, thử lên bóp ngon. Được cái bắp chỗ này. Cái này nuôi cây tầm cao được nè, tầm cao có cái bắp chứ đó. Cái này đế đẹp lắm nha bạn. Nó không phải cây sắp đế nhưng mà đế người ta sẽ làm. Cái mặt này cảm giác nó bự nè. Cái này nó cao 4 mét. Cao từ dưới đất lên trên khoảng 4 mét thôi nha. Cái này cắt cái phôi gửi nha bạn. Này. Phôi gửi. Mới chém đường cốt chỗ này. Mình xam không liền xẹo này, cái xam xẹo nó xam đá lại cứ ngắt nha. Nó không liền xẹo, nhà xẹo lớn xẹo nhỏ cũng không liền. Con sa mày to ghê. To. Cái này đẹp nha mày. Linh sam.